Người khổng lồ và người lùn trên trái đất đã đi đâu? Người khổng lồ và người lùn thường được coi là sản phẩm hư cấu trong truyền thuyết hay phim ảnh. Nhưng nhiều vết tích khảo cổ đã hé mở sự tồn tại của chủng người có vóc dáng cao lớn và nhỏ bé thời cổ và cận đại. Nhiều kết quả nghiên cứu về trái đất và con người đã giúp cho nhân loại hiểu được môi trường và chính mình trong sự sinh tồn. Sự hình thành trái đất và khởi phát con người được hệ thống lại, giải mã với nhiều giả thuyết nhưng cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định so với những chiều kích lịch sử. Thế giới thời 4.0 đã giúp con người hiện nay tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu, đem lại những tín hiệu quan trọng, nhưng thực ra những hiểu biết của con người vẫn còn rất nhỏ bé đối với thế giới này. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề người khổng lồ và người lùn trên trái đất qua video dưới đây nhé. Người khổng lồ đã xây dựng những công trình cổ đại kỳ vĩ. Những dấu vết, di tích của các công trình vĩ đại thời cổ đại khắp địa cầu được tìm thấy xưa nay ở những vùng núi cao hay đại dương, sa mạc đã làm ngạc nhiên về niên đại, công nghệ và kỹ thuật xây dựng của người xa xưa cách đây hàng ngàn năm, thậm chí còn xa hơn nữa. Kim tự tháp Ai Cập hùng vĩ được cho rằng thời gian phải cúi mặt cũng chỉ là một phần nhỏ trong sáng tạo của con người cổ đại. Những đỉnh núi cao có cả thành phố bằng đá ở Nam Mỹ vẫn còn là những bí ẩn chưa khám phá tường tận của văn hóa Maya. Gần 900 tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh phía đông nam Thái Bình Dương dõi cái nhìn xa xăm chờ một lời giải mã đầy đủ. Những tàn tích quy hoạch một số thành phố cổ được tìm thấy khiến người đời nay phải thán phục bởi độ khoa học quy hoạch kiến trúc. Chắc chắn phải có những nguyên do và mục đích để những cộng đồng người hay một chủ thể quản lý khởi xướng, tiến hành xây dựng các công trình kiệt tác đó. Những công trình vĩ đại được cho là người khổng lồ xây dựng. Một trong những câu hỏi đặt ra cho giới nghiên cứu là có phải chăng tất cả những công trình đó là do con người cổ đại của nhân loại hiện nay đã làm nên hay không? Rất nhiều nghiên cứu khoa học và giả thuyết đã được đưa ra để lý giải, chứng minh, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Với những niên đại được xác định, trong thời kỳ chưa phát triển về khoa học kỹ thuật, liệu con người bằng sức mạnh của mình đã hoàn thành những công trình kỳ vĩ như thế? Có ý kiến cho rằng, phải chăng có một cộng đồng người khổng lồ đã thực hiện hay giúp con người xa xưa đó xây dựng các công trình này bởi nguyên vật liệu và khối lượng của những kết cấu kiến trúc quy mô đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật vượt trội đối với con người thời bấy giờ. Những phát hiện khảo cổ về người khổng lồ. Có nhiều phát hiện về khảo cổ, trong đó có người khổng lồ chưa được công bố vì nhiều lý do. Một số di cốt, di vật liên quan được tìm thấy, được đưa lên phương tiện truyền thông và cũng đã làm ngạc nhiên nhiều người. Năm 1988, ở Ai Cập phát hiện một ngón tay dài 38cm trong mộ cổ. Những nhà khoa học cho rằng sinh vật có ngón tay này giống với người hay các loại linh trưởng sẽ cao khoảng 5m và nặng từ 600 đến 800kg. Ở Mỹ, nhiều nơi phát hiện dấu tích người khổng lồ. Năm 1891, các nhà khoa học thuộc Viện Smithsonian đã tìm thấy một bộ xương khổng lồ dài hơn 2m ở thành phố cổ Aztalan gần Madison, Wisconsin. Từ phát hiện của hai thợ mỏ ở hang động Lovelock, bang Nevada năm 1911, các nhà khảo cổ học đã tìm được khoảng 60 bộ hài cốt có chiều dài hơn 3m, cùng nhiều vũ khí, công cụ, một đôi dép dài khoảng 38cm và một dấu vết bàn tay khổng lồ in trên bờ tường hang động. Ngày 4 tháng 5 năm 1912, các nhà khảo cổ học thuộc trường đại học Beloit khai quật được 18 bộ xương khổng lồ bị vùi lấp bởi than và đất sét tại hồ Delavan, Wisconsin. Bác sĩ F. Bruce Russell, tiến sĩ Daniel Spuvy đã phát hiện ra những bộ xương của người có chiều cao từ 2 đến 2,9m trong các đường hầm nằm sâu bên dưới thung lũng chết vào năm 1931. Năm 2015, các nhà khảo cổ học phát hiện ra những bộ xương người với kích thước gần 10 lần xương của một người trưởng thành tại Varna, Bulgaria. Đây từng là thành phố cổ Odysseus của Hy Lạp, một hang động trên hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi Palau Upe, bang Malacca của Malaysia, có những bộ xương khổng lồ từ 3 đến 5 mét. Ở nhiều nơi trên thế giới, những dấu tích về bàn tay, bàn chân của người khổng lồ trên đá được lưu giấu làm thích thú cho bao người. Những bộ di cốt đó từ đâu tới và cần những lời giải đáp của các nhà khoa học. Người khổng lồ trong kho tàng truyện cổ tích và tôn giáo trên thế giới. Kho tàng cổ tích của các dân tộc trên thế giới vẫn luôn nhắc đến những người khổng lồ. Họ từng xuất hiện, sinh sống và giúp đỡ con người trong những tình huống đặc biệt. Ngay cả kinh văn tôn giáo còn nhắc đến những người to lớn như dũng sĩ được cho là từ thần linh xuống trái đất sống với con người. Các tộc người trên thế giới đều có cách lý giải về sự xuất hiện của người khổng lồ theo cách của riêng họ. Họ được sinh ra là một tộc người đặc biệt, gan dạ như những tay dũng sĩ,
thậm chí hiếu chiến, là chủng người có sự kết hợp giữa huyết thống con người và thế giới thần linh, với sức mạnh và cả những quyền phép vô đối. Nhiều người khổng lồ đã giúp con người trong những hoàn cảnh nguy khốn. Nhiều tranh vẽ trong các hang động, trong di tích của các nền văn hóa cổ xưa mô tả về những người khổng lồ trong sinh hoạt, những nghi thức cúng tế và cả trong sinh hoạt với con người. Tại một số quốc gia trên thế giới đã ghi nhận những con người to lớn thật, với kích thước cơ thể và những điều khác lạ so với con người thường. Nếu chúng ta tra trên Google, sẽ thấy rất nhiều thông tin đa dạng và cả những hình ảnh người thật, việc thật, thậm chí được đưa vào kỷ lục Guinness. Phát hiện khảo cổ về người lùn tại Indonesia. Vào mùa thu năm 2004, một nhóm các điều tra viên làm việc tại Indonesia đã tìm thấy hài cốt của chủng người Hobbit, có kích thước chỉ 3 feet, tương đương khoảng 1 mét. Các nhà nghiên cứu đã quả quyết, chủng người nhỏ hơn đã từng tồn tại một thời gian dài bên cạnh loài người chúng ta khoảng 13.000 năm trước. Nhóm nghiên cứu bao gồm giáo sư khảo cổ nhân loại học Jacob người Indonesia, một nhóm chuyên nghiên cứu chủng tộc người nhỏ Homo floresiensis được đặt tên theo hòn đảo Flores của Indonesia, nơi các bộ xương được tìm thấy. Một số ý kiến cho rằng những năm gần đây, người Hobbit vẫn đi lang thang trong những khu rừng nhiệt đới, khiến rất nhiều du khách tham quan hòn đảo luôn tò mò tìm kiếm một bóng hình huyền thoại. Những bằng chứng cụ thể được thu thập từ khắp nơi trên thế giới trong thế kỷ qua đã khẳng định sự tồn tại của người khổng lồ và người tí hon. Thực tế, những phát hiện đã khiến một số người tin rằng nhân loại cổ xưa có thể tồn tại ba kích cỡ khác nhau: người khổng lồ, con người và người lùn. Chủng người khổng lồ và người lùn đã từng tồn tại trên trái đất và tuyệt chủng chăng? Hay họ đã hoàn thành sứ mệnh và đã trở về nơi ở của mình? Họ có phải là người từ hành tinh khác đến với trái đất và sẽ trở lại? Bao nhiêu câu hỏi có thể đặt ra mà lời giải có thể là bí ẩn trong một thời gian nữa. Con người luôn muốn giải mã những bí ẩn này, những bí ẩn liên quan đến chính con người và trái đất. Con người đã vươn tầm nghiên cứu vào vũ trụ và cứ tìm hiểu, trong khi đợi chờ những kết quả nghiên cứu. Chắc hẳn chúng ta cứ để người khổng lồ và người lùn tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của mỗi người. Các bạn có tin người lùn và người khổng lồ có thật không? Hãy để lại comment chia sẻ quan điểm. Và cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng đón chờ các video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!